Chị Lan nghe nói đùi heo 112 triệu đang rất hot trên TikTok hiện nay. Vậy thì dùng cái đùi heo đó mình sẽ uống với những chai rượu gì để tương xứng phù hợp nhất? Thì đây là những chai rượu rất to, hoành tráng. Hoành tráng về giá trị cũng nhiều tiền á. Và thứ hai là hoành tráng về kiểu dáng đẹp, phù hợp để trưng bày. Và thứ ba là dùng làm sản phẩm quà tặng vô cùng trân quý đến những người mình thương yêu. Em nhỏ hơn, em 12 lít này là 73 cm. Còn đối với em búp nõn nà thì hay không là do quý khách, do mọi người cảm nhận nha. Còn đối với em là nó bồng ba, nó búp lắm. Chiều cao của em đùi to mông bự và nõn nà này là 79, toàn là số đẹp không à. 79 nè, 68 nè, tới cái vòng ba này, vòng ba này sẽ là vòng ba là 72. 72. Rồi, em ơi cắt giùm cái thước cho anh. Bây giờ tới công đoạn đi đi nâng niu, đi vuốt ve từng em cho lúc nào cũng ngọc ngà. Thôi cắt giùm anh luôn em ơi. Cái vòng ba của mấy em này á chắc nó cũng ngang ở với vòng ba của em luôn á. Rất là nặng, nặng lắm luôn á. Chai này mà tiểu lượng như em thì chắc không thể nào uống hết được rồi. Không phải tiểu lượng của em đâu, mà khó có tiểu lượng của người nào có thể uống hết được một cái chai này một mình được trong một thời gian ngắn được. Nên là phải kết hợp với những người mình trân quý, những người mình coi là quan trọng cho cuộc đời, để mình mở bữa tiệc ngồi để mình cùng thưởng thức những chai rượu sang đẹp, giá trị về tiền, về chất lượng và đặc biệt là rất đẹp, cùng thưởng thức với đùi heo ủ muối Tây Ban Nha thì rất tuyệt vời. Cái chai 12 lít này thì cũng khá nặng nhưng mà dễ thở hơn cái chai 15 lít. Rượu ngon thì phải có mồi bén và bạn hiền, có nghĩa là rượu ngon phải có những người cùng cảm xúc với nhau, và đặc biệt là những chai rượu sang thì phải trong một không gian đẹp, sẽ tạo nên một giá trị của tiệc vô cùng tuyệt vời ấm cúng cùng những người mình thương yêu nhất.